Thời gian vừa qua mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn học viên và các anh chị em đang ứng dụng Diện Trần trên toàn quốc và cả trên thế giới nữa về cái thắc mắc là cái bảng huyệt của Diện Trần nó nhiều huyệt thế này, làm sao mà tìm được huyệt bây giờ? Có nhiều người thức trắng cả một đêm để tìm một huyệt các bạn ạ. Có người thì cứ tìm lần lượt hết từ bên trên xong rồi xuống hàng dưới. Cứ thế họ tìm rất là mất thời gian và họ nhìn vào cái huyệt này họ rất là hoảng sợ. Thế thì làm sao để trong một thời gian ngắn ấy, mất độ khoảng chưa đến một phút hoặc chỉ khoảng vài chục giây thôi, các bạn đã có thể tìm được ngay một cái huyệt mà mình đang cần để mình bấm cho mình hoặc bấm cho bệnh nhân. Thì đó là cái vướng mắc, cái khó khăn nhiều nhất của các bạn mà mới học Diện Trần, mới tìm hiểu về Diện Trần. Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách làm sao để tìm được một huyệt một cách nhanh nhất. Thế thì mình cần hai cái tờ sau đây. Tờ thứ nhất là cái tờ bảng tọa độ 255 huyệt trên mặt. Và cái tờ thứ hai là tờ đồ hình huyệt Diện Trần điều khiển liệu pháp Bùi Quế Châu nhìn thẳng và mặt nhìn nghiêng. Thì tất cả những ba cái bản này thì mình đều sẽ đính kèm theo video và đều có ở cái trang dienchanviet.com. Thì mình sẽ đính kèm theo video này, các bạn có thể tải về và các bạn xem nhé, để các bạn có thể tìm, hoặc là các bạn có thể nhìn vào cái video mình đang quay đây cho nó dừng lại và các bạn có thể tra luôn được, đúng không nào? Thế bây giờ mình khảo sát qua, giới thiệu qua các bạn về những cái hai cái tài liệu này. Thì mình nhìn trên cái bảng này mình thấy này, thầy Bùi Quế Châu thì có chia ra này các hàng ngang, đúng không nào? Hàng ngang này đánh số từ 0 là chạy qua mí tóc trán, 1 là chạy qua 1/4 trán, 2 là chạy qua 2/4, 3 là 3/4, 4 tức là chia trán thành 4 phần bằng nhau, đúng không ạ? Rồi cái tiếp theo này, hàng ngang số 4 là chạy qua huyệt 65, hàng số 5 là chạy qua đuôi mắt chính giữa lòng đen, hàng số 6 là chạy qua sống mũi qua huyệt 189, hàng số 7 chạy qua huyệt số 1 và hàng số 8 mình thấy là chạy qua huyệt 143. Như vậy giữa mặt cũng chia thành 4 phần bằng nhau, phần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ 4. Rồi tiếp theo, huyệt số cái hàng số 9 chạy qua huyệt 63, hàng số 10 chạy qua mép miệng, hàng 11 chạy qua huyệt 127 và hàng số 12 chạy qua huyệt 87. Như vậy phần chỗ miệng mình cũng chia thành 4 phần bằng nhau, 1 2 3 4. Như vậy mặt được chia thành 12 phần bằng nhau, các bạn thấy không nào? Đấy, được đánh số thứ tự từ 0 đến 12. Đến hàng chiều ngang, bây giờ chiều dọc như thế nào? Chiều dọc các bạn thấy này, chiều dọc được đánh bằng chữ cái chia ra chính giữa khuôn mặt thì được thầy ký hiệu là O, và bên cạnh O là A, rồi bên cạnh là B, rồi tiếp theo là C. C mình thấy này, chạy qua đầu cung mày. Đấy, các bạn thấy không nào? Chạy qua đầu cung mày. Rồi tiếp theo D, chạy qua đầu mắt. Đó. Rồi tiếp theo E, chạy qua cạnh trong của lòng đen. Rồi tiếp theo G, chạy qua chính giữa lòng đen. H, chạy qua cạnh ngoài lòng đen. Và K, chạy qua khóe mắt ngoài. L, chạy qua đuôi mắt. Và bắt đầu từ đuôi mắt đến tóc mai, mình sẽ nhìn sang đồ hình trắc diện. Tại vì đồ hình trắc diện nó sẽ có nhiều diện tích thể hiện hơn, các bạn thấy không nào? Rồi tiếp theo này, M chạy qua 1/3 của thái dương và qua huyệt 130. Rồi N chạy qua cạnh ngoài của tóc mai. P chạy qua N chạy qua cạnh trong của tóc mai. P chạy qua cạnh ngoài của tóc mai. Và Q chạy qua chính giữa lỗ tai. Như vậy mình thấy rằng trên cái bảng đồ huyệt này được chia thành chiều ngang và chiều dọc để mình tìm được cái tọa độ nó dễ hơn, giống như là khi mà mình tìm trên bản đồ ấy, nó cũng có phải có tọa độ, đúng không nào? Thế thì để tìm được một huyệt ý, thì mình phải có cái bảng tra cứu này. Đó, các bạn đã thấy không nào? Tra cứu này mình chú ý này đến những cái cột sau đây. Thứ nhất là cái ký hiệu là SH chính là sinh huyệt, cột chính là hàng dọc, hàng chính là hàng ngang. Đó, được đánh số thứ tự. Bây giờ mình thử ví dụ, mình sẽ tra vào cái huyệt số 1 này, mình sẽ tra được cột là cột O này và hàng số 7. Đấy, sinh huyệt 1 cột O hàng 7. Bây giờ mình sẽ nhìn vào đây, mình thấy này, các bạn thấy không nào? Cái cột O mình gióng lên này, đúng không nào? Rồi cột O này mình gióng lên và hàng số 7 mình gióng sang. Như vậy O là giao điểm của cột huyệt số 1 là giao điểm của hàng cột O và hàng số 7, đúng chưa nào? Bây giờ mình thử tra huyệt số 5. Các bạn nhìn vào đây, huyệt số 5 các bạn thấy không nào? Số 5 này mình thấy là cột D hàng 8. Rồi cột D mình gióng lên và hàng số 8 gióng sang, thì có phải huyệt số 5 đây không ạ? Đúng không ạ? Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ tra huyệt xa hơn nữa đi. Mình sẽ tra huyệt 124. Mình thấy là đây huyệt 124 là H2. Rồi mình thấy là đây cột H này mình gióng thẳng lên này và hàng số 2 gióng sang.
Đây có đúng là huyệt 124 không ạ? Đấy. Bây giờ mình đi một số huyệt khó hơn. Ví dụ bây giờ mình sẽ đi huyệt số 9 đi. Số 9 là M10. Mình tra ở đây. A B C D E G H K L. Không thấy M thì chắc là M nó phải ở bên hình này đúng không nào? Đây rồi, mình thấy M đây rồi. Mà mình tra ở đây mình thấy là 9 này là M10. M mình gióng lên và gặp số 10 đây thì đây mình thấy là huyệt số 9 đúng không ạ? Rất là dễ dàng. Bây giờ đến một số các huyệt khó hơn. Ví dụ bây giờ mình tìm huyệt là 15 các bạn. Huyệt 15 ở đây nói là huyệt 15 là so tai đúng không nào? Thì mình nhìn vào đây thấy đây ngay là so tai đúng không ạ? Đây chính là cái đằng sau tai của mình. Rồi, bây giờ huyệt 143 xem nào. Mình thấy huyệt 143 ở đây ghi rõ là trước mũi đúng không ạ? Trước mũi thì mình nhìn thấy đây. Đây chính là huyệt 143 đúng không ạ? Trước mũi. Một số cái huyệt đặc biệt hơn này, ví dụ trong một số tài liệu có ghi là huyệt 235 nhưng người ta lại ghi thành huyệt 135 thì rõ ràng 135 nó chính là 235 các bạn nhé. Các bạn sẽ tìm thấy ngay huyệt đây. Rồi có trong các phác đồ chữa về đục thủy linh thể thì có ghi là huyệt 283. Tuy nhiên mình tìm mãi trên cái bảng này không thấy 283 đâu cả. Đâu 283. Không thấy 283, thấy 282 đến 284 luôn. Thì mình thấy 283 ngay đây rồi. Và mình có thể định nghĩa được huyệt 283 là gì ạ? CD rồi 45. Đó, trong các phác đồ chữa cận về mắt. Rồi trong các phác đồ chữa về cận thị có nói rằng huyệt số 2 và 24 nhiều bạn cũng không tìm thấy và cũng hay gọi điện về hỏi mình. Thì các bạn này huyệt số 2 chính là huyệt 24 nhé. 2 chính là 24 ở đuôi mắt và huyệt số 4 chính là huyệt 46 ở đầu mắt. Còn cái huyệt số 4 nguyên gốc của nó là huyệt gì? Sau này trong cái bảng huyệt mới này thầy Bùi Quốc Châu thầy có bổ sung là huyệt số 4 này các bạn. Huyệt số 4 ở bên góc cánh mũi trái và từ huyệt số 61 đẩy chất lên trên một chút thì gặp cái điểm lõm này, đây chính huyệt số 4. Huyệt số 4 chuyên dùng để chữa trào ngược dạ dày các bạn ạ, tức là nó điều hòa dịch vị dạ dày. Thì như vừa rồi mình đã trình bày các huyệt mà mình hay dùng rồi. Đó, thì các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ cần có bảng huyệt tra cứu này, các bạn tra theo sinh huyệt ở đây, sau đó các bạn nhìn ra cột, nhìn ra hàng, sau đó các bạn gióng theo cột hàng ở đây là các bạn có thể tìm được một huyệt một cách rất nhanh chóng. Chúc các bạn thành công. Mọi vướng mắc các bạn có thể vào trang diện chẩnviệt.com hoặc là có thể email hoặc là gọi điện về cho mình nhé. Chúc tất cả các bạn học sẽ dễ dàng và đạt được kết quả trong đời sống nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào các bạn.